Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đội tuyển Việt Nam đã được xếp vào bảng F cùng Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu playoff giữa Indonesia và Brunei. Tờ báo thể thao Okzone của Indonesia đã bày tỏ niềm tin vào cơ hội của tuyển Indonesia để tái ngộ với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hãng truyền thông này đã đăng bài bình luận vào ngày 28 tháng 7 với tiêu đề "Vì tuyển Việt Nam, đội tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ tạo nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2026. Theo Okzone, tuyển Indonesia dễ dàng vượt qua Brunei để tiến vào vòng loại World Cup và chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Hãng truyền thông này nhận định rằng dựa trên tình hình hiện tại, tuyển Indonesia có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội. Theo lịch trình sân nhà và sân khách, các trận đấu giữa Indonesia và Brunei sẽ diễn ra vào ngày 12 và 17 phần 10. Đội thắng chung cuộc sẽ giành vé vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Dựa vào thực lực, tuyển Indonesia có khả năng vượt qua Brunei bằng tỷ số ấn tượng. Trong lần gặp gần nhất tại giải AFF Cup 2022, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã giành thắng lợi với tỷ số 7-0 trước đội tuyển Brunei. Khả năng lớn là tuyển Indonesia sẽ tiếp tục vượt qua Brunei để góp mặt tại vòng loại World Cup, nơi họ sẽ cạnh tranh cùng với Iraq, Việt Nam và Philippines. Tuyển Indonesia có lý do để hạnh phúc khi nằm trong bảng đấu này. Nếu rơi vào bảng C, họ phải đối đầu với Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Tương tự, ở bảng E có Iran, Uzbekistan và Turkmenistan là những đối thủ. Khả năng rất cao cho một cuộc đối đầu giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nhìn vào đối thủ tiềm năng ở bảng F, có thể nói chỉ có Iraq là ở trên tuyển Indonesia một bậc. Đối với đội tuyển Việt Nam, màn trận tái ngộ có thể mang đến nhiều thách thức hơn.